Chiều ngày 21 tháng 1, Trường Trung học Cơ sở Tân Phúc tổ chức chương trình trao quà Tết cho học sinh nghèo Xuân Nhâm Dần năm 2022 và đón nhận những món quà tình cảm đặc biệt của Hội Chữ Thập Đỏ Huyện, các nhà hảo tâm. Tham dự chương trình có ông Bùi Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn, đại diện các ban ngành thành phố Sầm Sơn, đại diện đơn vị nhà tài trợ. Về phía lãnh đạo huyện Lang Chánh có đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ Thập Đỏ huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Phúc. Chương trình Tết cho học sinh nghèo Xuân Nhâm Dần năm 2022 tại trường Trung học Cơ sở Tân Phúc được đón nhận sự tài trợ của câu lạc bộ bóng bàn Long Thành thành phố Sầm Sơn và của Hội Chữ Thập Đỏ huyện. Với tình cảm, tấm lòng, hảo tâm, câu lạc bộ bóng bàn Long Thành thành phố Sầm Sơn đã trao 20 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học Cơ sở xã Tân Phúc và 300 áo ấm cho học sinh của nhà trường. Tại buổi lễ, bà Phan Thị Thảo, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã trao 7 suất quà Tết của Hội Chữ Thập Đỏ huyện cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học Cơ sở xã Tân Phúc, 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Trong dịp này, trường Trung học Cơ sở Tân Phúc cũng đã trao 15 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường. Hoạt động trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trường Trung học Cơ sở Tân Phúc được tổ chức có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, Hội Chữ Thập Đỏ, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Trung học Cơ sở Tân Phúc gửi đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến xuân về. Những phần quà có ý nghĩa về vật chất lẫn tinh thần được trao tặng sẽ góp phần giúp cho học sinh nghèo của trường Trung học Cơ sở Tân Phúc được đón một mùa xuân đầy đủ, ấm áp, góp phần giúp cho các em có thêm điều kiện để học tập, trở thành học sinh giỏi, sau này sẽ thành những công dân có ích cho xã hội,